Xin chào các bạn nhé. Những bạn nào hay sử dụng điện thoại Android và cụ thể là dòng điện thoại Xiaomi, khi các bạn sử dụng, các bạn dùng những cái ứng dụng ở trên điện thoại thì các bạn sẽ gặp cái vấn đề đó là nhận được thông báo chậm hoặc là không có thông báo. Đó thì các bạn sẽ khắc phục như thế nào? Hôm nay mình sẽ nêu cho các bạn vài nguyên nhân cũng như là hướng khắc phục cái vấn đề nhận được thông báo chậm ở trên điện thoại Xiaomi từ các cái ứng dụng, ví dụ như là Zalo, Facebook và Messenger nhé. Sau đây các bạn cùng theo dõi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cách cũng như là một vài bước để các bạn khắc phục cái vấn đề chậm thông báo khi các bạn dùng từ các cái ứng dụng. Rồi thì các bạn, nếu mà các bạn dùng ứng dụng nào các bạn cảm thấy thông báo chậm, ví dụ như là Facebook hoặc Messenger hoặc là Zalo, thì các bạn thực hiện cho mình như sau. Thì các bạn đầu tiên các bạn vào cho mình mục cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đến cho mình cái mục là ứng dụng. Đấy, các bạn chọn cho mình là quản lý ứng dụng. Và tại đây thì các bạn sẽ đợi cái máy hiển thị ra các cái ứng dụng các bạn cần khắc phục cái ứng dụng nào ấy, thì các bạn sẽ đợi để cho hiển thị ra, hoặc là các bạn tìm ở trên ứng dụng này, các bạn gõ cái ứng dụng, tên ứng dụng đó ra nhé. Bây giờ các bạn đây, ví dụ mình sẽ chọn cho mình là cái ứng dụng Facebook này. Đấy, các bạn chọn vào. Thì khi các bạn chọn vào ấy thì các bạn sẽ thấy rằng đây là cái phần là thông tin ứng dụng. Đó, thì có hai cách để các bạn truy cập hoặc là các bạn vào cái mục này. Cách đầu tiên là mình vừa hướng dẫn rồi. Cách thứ hai thì các bạn có thể thoát ra, các bạn vào cái biểu tượng màn hình chính này. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng có cái biểu tượng Facebook ở đây, các bạn nhấn giữ vào. Đấy, các bạn có cái từ là thông tin ứng dụng nhé, các bạn chọn vào. Đấy, thì nó cũng đều hiển thị ra đây. Cách thứ hai thì các bạn có thể áp dụng nhanh hơn. Đấy, nhưng mà tùy từng máy nhé. Thì máy nào không thực hiện cách thứ hai, các bạn áp dụng cách đầu này cho mình. Đây, thì trong cái phần thông tin ứng dụng này thì các bạn hãy chú ý cho mình các cái mục như sau. Thì đầu tiên cái phần là tự khởi chạy. Đấy, các bạn cái phần tự khởi chạy này nhé, nếu bạn nào đang tắt như thế này thì các bạn hãy bật lên cho mình nhé. Đấy, cho phép các ứng dụng tự khởi chạy. Đấy, nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục nhé. Ok này, tự khởi chạy tức là khi các bạn, ví dụ như các bạn tắt nguồn này, hoặc là cái phần mạng này, internet này tắt đi này, khi các bạn bật lại ấy, thì nó sẽ tự khởi chạy, nó sẽ tự cập nhật những cái thông báo hoặc là những cái thông tin về cái ứng dụng đó nhé. Tiếp theo này, quyền này, ứng dụng này, để các bạn chọn vào đây này, quyền khác này, đây này, các bạn chọn quyền khác cho mình. Đấy, ở đây này các bạn nhìn thấy những cái phần, ví dụ như thay đổi kết nối này, hoặc là những cái phần này, những cái phần nào nó chưa có cái dấu biểu tượng tích xanh như thế này nhá, các bạn hãy chọn hết lên cho mình. Đấy, ví dụ như là hiển thị cửa sổ pop-up này, các bạn chọn vào này. Đấy, các bạn chọn chấp nhận cho mình. Đấy, thì nó hiển thị hết lên. Còn những cái sửa lỗi tắt này này, các bạn chọn chấp nhận này. Đấy, kết nối wifi là chấp nhận này. Các bạn làm sao mà bật hết những cái phần quyền này lên nhá. Đấy, những cái thay đổi này này, các bạn bật hết lên cho nó hiển thị tích xanh đấy là được. Sau đó thì các bạn trở về cho mình nhá. Và các bạn sẽ chọn tiếp đến cho mình cái phần là tiết kiệm pin này. Đó, thì nếu mà các bạn vào thấy cái giao diện của các bạn đang ở cái mục là tiết kiệm pin kiến nghị này, thì các bạn hãy chọn cho mình là không hạn chế nhá. Đây này, nếu mà các bạn chọn cái phần không hạn chế thì các bạn sẽ thấy rằng tiết kiệm pin không hạn chế các cái hoạt động từ ứng dụng, tức là khi mà những cái thông báo hoặc là những cái thông báo từ các ứng dụng ấy nó sẽ đến, ví dụ như một lúc đến khoảng nhiều thông báo từ các ứng dụng thì nó sẽ không bị hạn chế. Ví dụ như các bạn bật chế độ tiết kiệm pin này thì có thông báo từ ứng dụng này này hoặc là từ ứng dụng khác nó đến một lúc thì nó sẽ hạn chế lại cái hoạt động để cho nó tiết kiệm pin nữa. Mà các bạn đấy, thì các bạn hãy tắt cái phần này đi, các bạn chọn cho mình là không hạn chế nhé. Như vậy là các bạn chọn những cái phần mà mình vừa hướng dẫn đó, những cái phần mà mình vừa hướng dẫn, ví dụ tự khởi chạy này, những cái phần thông báo quyền khác này, hoặc là những cái phần tiết kiệm pin, các bạn hãy chọn và làm theo hướng dẫn như mình nhé, để cho cái tình trạng là thông báo chậm nó sẽ không còn ở trên cái phần máy của các bạn nữa. Và tiếp theo này, còn một bước nữa thì các bạn hãy thực hiện cho mình nhé. Các bạn trở về màn hình chính và các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần đa nhiệm ở đây. Và các bạn sẽ thấy rằng khi mà các bạn bật đa nhiệm lên, cái phần đa nhiệm ở trên máy này này, có các cái ứng dụng nào các bạn vừa sử dụng thì nó sẽ hiển thị hết ngoài đa nhiệm này. Và bây giờ để thao tác cho các cái thông báo không bị gián đoạn, tức là các cái ứng dụng của các bạn nó sẽ được liên tục chạy không bị gián đoạn, thì các bạn hãy nhấn giữ vào
các bạn muốn Facebook hoặc là Messenger hoặc là Zalo, bất kỳ một cái ứng dụng nào, các bạn sẽ nhấn giữ vào nha. Ví dụ như mình sẽ chọn cho mình là cái phần Messenger này. Đấy, các bạn nhấn giữ vào thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là biểu tượng ổ khóa đầu tiên, các bạn sẽ nhấn vào cho mình. Đó, khi mà các bạn nhấn vào thì các bạn sẽ thấy rằng ở trên cái phần biểu tượng của cái ứng dụng nó sẽ có cái phần ổ khóa, tức là đã khóa cái ứng dụng này. Khi mà các bạn tắt hết đa nhiệm như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng Messenger nó sẽ vẫn còn ở đây. Đó, tức là vẫn còn được hoạt động, không bị gián đoạn những cái thông báo cũng như là các cái chức năng của cái ứng dụng đó. Thì các bạn có thể thực hiện cho mình một vài cái bước mà mình vừa hướng dẫn để khắc phục cái vấn đề là thông báo chậm hoặc là không thông báo ở trên điện thoại Android, cụ thể là các cái dòng máy Xiaomi các bạn nhé. Vậy là mình cũng vừa chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cái lỗi các bạn gặp phải, đó là khi các bạn dùng điện thoại trên điện thoại Android dòng Xiaomi, các bạn nhận được thông báo chậm từ những cái ứng dụng. Và hy vọng cái cách khắc phục một vài bước mình vừa hướng dẫn vừa rồi thì sẽ giúp cho các bạn cải thiện được cái vấn đề đó. Và nếu các bạn thấy video hay, các bạn nhớ like video. Và đừng quên, những bạn nào lần đầu tiên ghé kênh của mình, các bạn nhấn hình quả chuông thông báo để mà thông báo cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.